Câu hỏi của một bạn ẩn danh ở thành phố Hồ Chí Minh cho mình hỏi giữa Holacti và Exodia thì ai mạnh hơn ạ? Trong phim hoạt hình, thần sức mạnh Exodia đã chiến đấu và thất bại trước đại ác thần George Necrophage. Trong khi đó, thần sáng tạo ánh sáng Holacti chỉ cần một đòn là có thể thanh tẩy được George. Dựa vào tính chất bắt cầu, ta có thể khẳng định là thần Holacti mạnh hơn Exodia. Còn ngoài thực chiến thì chưa biết, vì chúng ta cần dựa vào tình hình trận đấu và xem bên nào sẽ gọi ra vị thần trước. Cả hai vị thần đều mang lại chiến thắng đặc biệt. Nếu như chúng ta triệu hồi được thần Holacti trước khi đối phương thu thập đủ 5 mảnh Exodia thì chúng ta sẽ thắng. Và ngược lại, nếu đối phương thu thập đủ 5 mảnh Exodia trước thì chúng ta sẽ thua. Cho nên cơ hội thắng thì có vẻ là ngang nhau. Nhưng xét về tốc độ của các bộ bài thì sẽ có sự phân chia rõ rệt. Trong bộ bài sử dụng thần, chúng ta cần triệu hồi 3 vị thần Ai Cập rồi phải có thần Holacti ở trên tay để hiến tế ra sân. Còn bộ bài Exodia chỉ cần rút bài thôi, nó dễ thực hiện và tốc độ vận hành cũng nhanh hơn nhiều. Vì vậy, bộ bài Exodia sẽ thắng. Nhưng thắng về tốc độ của bộ bài, chứ về sức mạnh thì Holacti vẫn mạnh hơn các bạn nhé.